Tử vi thứ hai ngày 26 tháng 12 của 12 con giáp. Ngày mới, vận trình công việc của người tuổi Dần diễn tiến thuận lợi, không quá sớm và cũng không hề muộn nếu bạn dành chút thời gian để sắp xếp lại công việc, hoạch định mục tiêu cho năm mới. Còn các con giáp khác chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Chịu ảnh hưởng của quan hệ Tý Ngọ tứ hành xung, vận trình của người tuổi Tý không tránh khỏi khó khăn khốn đốn. Tuy nhiên, nếu giữ tâm thái lạc quan, kiềm chế cảm xúc, bạn sẽ sớm vượt qua tất cả, ít nhiều vẫn gặt hái được chút thành quả. Quan hệ xã giao tại cơ quan thiếu sự hài hòa, vì lợi ích cá nhân, mâu thuẫn bất đồng. Tốt hơn hết, bạn chỉ cần tập trung vào công việc được giao, ít quản chuyện bao đồng thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không quá tệ như bạn nghĩ. Vận đào hoa của người độc thân vẫn chưa vượng, tốt nhất bạn nên chú trọng học hành, công việc của mình, nhân duyên không thể gượng ép. Nó sẽ đến với bạn theo lẽ tự nhiên. Dục tốc bất đạt nên nhớ kỹ như vậy. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu có một ngày tâm trạng rối bời, cảm giác bí bách uể oải. Sửu Ngọ tương hại về quan lộc, có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích cá nhân, thậm chí là đấu đá nhau để tranh giành quyền lực. Trong mọi tình huống, bản mệnh cần tiết chế cảm xúc, tránh nóng giận vô cớ, để rồi nói ra những lời hàm hồ, làm mất giá trị bản thân, ảnh hưởng tới uy tín và con đường phát triển công danh sự nghiệp sau này. Tình cảm lứa đôi ở mức hài hòa, không có biến động quá lớn. Hai bạn vừa trải qua giây phút đón Giáng sinh vui vẻ, lãng mạn bên nhau, tình yêu càng thêm thăng hoa. Tử vi tuổi Dần. Nhờ cục diện Dần Ngọ bán hợp nâng đỡ, sức khỏe người tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Lẽ ra Dần Mộc sinh cho Ngọ Hỏa thì sức lực suy yếu, nhưng lại có quan hệ bán hợp che chở nên không hề hấn gì. Vận trình công việc diễn tiến thuận lợi, không quá sớm và cũng không hề muộn nếu bạn dành chút thời gian để sắp xếp lại công việc, hoạch định mục tiêu cho năm mới. Khi đã có kế hoạch rõ ràng, bản mệnh cứ thế tiến thẳng về đích. Tình yêu đơm hoa kết trái từ sau Noel, có dịp bên nhau tận hưởng những phút giây lãng mạn, tình cảm càng thêm gắn kết. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nhờ nguyệt tài chỉ đường, cộng thêm với minh đường cát tinh phù trợ, bao cảm giác mệt mỏi trước đó của bạn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là tâm trạng khá thư thái, hưởng thụ thành quả đạt được. Tử vi tuổi Mão. Ngay ngày đầu tuần, người tuổi Mão đã phải nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại sau lưng. Vốn tính hài hòa, bản mệnh ít khi gây thù chuốc oán với ai, nhưng có những kẻ vì đố kỵ tài năng mà sinh lòng ghen ghét, bạn nên thận trọng. Vận trình sức khỏe có phần giảm sút, vì mải mê công việc, bạn quên mất luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Đó là một trong những nguyên nhân khiến một vài dấu hiệu xuống dốc đã bắt đầu xuất hiện. Ngũ hành mộc hỏa tương sinh mang tới cảm giác tươi vui, mới mẻ trong quan hệ vợ chồng. Các mối quan hệ trong nhà cũng vô cùng tốt đẹp, ai nấy đều vui vẻ, phấn chấn, không khí gia đình hài hòa, ấm áp. Tử vi tuổi Thìn. Tuổi Thìn có một ngày thắng lợi về sự nghiệp, gặt hái về tài lộc. Chính quan nâng đỡ, quan hệ ngũ hành thuận sinh tương trợ, bản mệnh làm gì cũng gặp may mắn, đầu tư vào đâu cũng sinh lời, thậm chí mua vé số cũng có thể trúng giải nhỏ nào đó. Nhân đà đường quan lộc vụt sáng, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đà thuận lợi cho con đường tiến thân sau này. Nếu cần thiết, bạn có thể bỏ tiền túi mời mọi người ăn uống, tăng cường tình cảm. Tình cảm lý tưởng, nụ cười thường trực trên môi bạn đã minh chứng cho tất cả. Bạn có một ngày đầu tuần phơi phới, có nhiều niềm vui, nhất là về phương diện tình cảm. Do đó, nếu còn độc thân, bạn cũng đừng lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày hỏa vượng, tính tình tuổi Tỵ dễ nóng nảy, dẫn tới quyết định sai lầm. Nếu không kiềm chế cảm xúc bản thân, e rằng sai lầm nối tiếp sai lầm, tới lúc muốn quay lại cũng không được. Mọi nỗ lực cố gắng của bạn đều tan thành mây khói. Trong ngày xuất hiện dấu hiệu kẻ tiểu nhân đe dọa, khiến tình cảm bạn bè, đồng nghiệp bị chia cắt. Làm việc gì cũng phải thận trọng, tránh nóng giận rồi nói ra những lời thị phi không hay, cản trở con đường tiến thân. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gắt gao, chỉ vì những bất đồng về thói quen, quan điểm sống mà đôi bên tranh luận to tiếng, khiến không khí gia đình ảm đạm, tinh thần mọi thành viên trong nhà đều xuống dốc. Tử vi tuổi Ngọ. Hôm nay chịu ảnh hưởng của quan hệ tự hình, tâm trạng người tuổi Ngọ bí bách, làm việc thiếu hiệu quả, người than ngắn thở dài, mong sao cho nhanh qua ngày. Hơn thế, bản mệnh còn có cảm giác bị kẻ tiểu nhân quấy phá, buông lời gièm pha nhằm tranh công đoạt vị. Quá bí bách và luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng người tuổi Ngọ trở nên vui buồn thất thường. Rất khó đoán biết rằng bạn đang vui hay buồn, vì thế đối phương mà không tinh ý, e rằng giữa hai bạn sẽ xảy ra trận cãi vã kịch liệt trong ngày.
sức khỏe của tuổi Ngọ xuất hiện một vài dấu hiệu sụt giảm, làm việc quá sức hay thức khuya cày cuốc và lười vận động là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Nếu không nhanh chóng thay đổi thói quen sống, sức khỏe càng bị ác hóa nghiêm trọng. Tử vi tuổi Mùi. Người tuổi Mùi hứa hẹn một ngày kiếm nhiều tiêu ít, thu nhiều hơn chi, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phóng khoáng. Cục diện thái dương hợp thái âm che chở, công việc thuận lợi, làm ăn phất như diều gặp gió, đón hết tin vui này tới tin vui khác. Công việc trôi chảy không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, nó còn giúp bạn có thời gian để kiếm thêm thu nhập bên ngoài. Đường thứ tài đang khởi sắc, nguồn thu phụ tăng dần, giúp bạn tích lũy được khoản tiền kha khá, chuẩn bị chu toàn cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong ngày tuổi Mùi đón tin vui từ người thân ở xa, rất có thể đó là lời mời ăn cưới, về nhà mới, có người thân đến thăm, ôn lại kỷ niệm cũ, tình thân ngọt ngào ấm áp. Tử vi tuổi Thân. Trong ngày đầu tuần, áp lực công việc của người tuổi Thân không hề nhỏ, bạn tất bật cả ngày, thời gian nghỉ ngơi dành cho chuyện riêng tư khá ít, hầu như là không có. May mắn có tỷ kiên trợ lực, phái quý nhân tới hỗ trợ, công việc đầu xuôi đuôi lọt, đạt kết quả theo dự tính ban đầu. Vừa mới cùng người thân gia đình nửa kia đón Giáng sinh ấm áp, tình cảm gia đình bạn bè. Tình yêu đôi lứa khá hài hòa, tuy nhiên đôi lúc vì áp lực công việc mà bản mệnh lầm lì, không chịu chia sẻ khiến mọi người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Cần chú ý hơn về những biểu cảm của bản thân, đừng để ai đó phải lo lắng vì bạn. Tết dương lịch cận kề rồi, Tết Nguyên đán cũng sắp tới, bao nhiêu khoản chi tiêu phải dùng tới nhiều tiền, nhưng không cần phải lo lắng thái quá. Số tiền bạn tích lũy được trong suốt năm qua cũng đủ chi dùng trong mọi tình huống rồi, cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống. Tử vi tuổi Dậu. Nhìn chung công việc của người tuổi Dậu không gặp trở ngại nào lớn trong ngày, mọi thứ vẫn khá tốt, lo lắng cũng bằng thừa. Thời gian đó bạn nên dành vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo hoặc hoạch định tương lai thì tốt hơn. Chuyện tình cảm không lý tưởng, đôi bên nảy sinh cãi vã, tranh luận vì những ngoài lề, chủ yếu liên quan đến người thân hai bên gia đình. Chuyện muôn thuở rồi, có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng là bạn phải biết bao dung và học cách tha thứ. Tài lộc đang dần khởi sắc, vài ngày nữa thôi bạn sẽ nhận được một phần thưởng cuối năm. Dù phần thưởng ấy không quá nhiều nhưng đủ để bạn chi dùng cũng như khích lệ được tinh thần làm việc hăng say, gặt hái thành công rực rỡ trong năm tới. Tử vi tuổi Tuất. Tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi Tuất diễn ra thuận lợi vô cùng, ký kết hợp đồng thành công rực rỡ, tài lộc dồi dào, hứa hẹn một ngày bội thu. Quý nhân tam hợp giúp đỡ, bạn hãy mạnh dạn triển khai ý tưởng mới, dù năm hết Tết đến, công việc bộn bề. Nhưng người thông minh như bạn luôn biết sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, mọi việc đều trôi chảy. Tài lộc ở mức khá, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, thích tiêu pha, mua sắm gì cũng không cần phải quá đắn đo. Nhưng lưu ý, ngày có tiểu hao hung tinh đe dọa, có thể cướp mất túi tiền của bạn lúc nào không hay. Ra đường hay đi xa, hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, đồ quý giá. Tử vi tuổi Hợi. Bất đồng quan điểm trong tập thể khiến người tuổi Hợi hứng chịu không ít búa rìu dư luận. Bạn thuộc tuýp suy nghĩ lạc quan rồi đấy, nhưng ít nhiều gì tinh thần vẫn bị ảnh hưởng. Thôi thì bơ đi mà sống, chuyện ồn ào mấy cũng đến hồi kết thúc. Ngày có tiểu hao hung tinh rình rập, bạn nên cẩn thận với túi tiền của mình, tránh la cà quán xá để rồi không kiểm soát được sở thích mua sắm quá đà. Năm hết Tết đến, cố gắng dành dụm ít nhiều để lo cho gia đình thì hơn. Ngũ hành thủy hỏa xung khắc, tình cảm vợ chồng khó tránh lục đục đi xuống. Dù vừa mới trải qua Giáng sinh an lành, ấm áp bên nhau, nhưng nhiều việc phát sinh quá bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay, không khí Giáng sinh cũng trầm lắng rõ rệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Để xem thêm các tin tức hấp dẫn khác, bạn vui lòng truy cập vào website lịchngaytot.com hoặc fanpage lịch ngày tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.